cho nên Phan có bỏ rau. Sao tao lạ? Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Gia đình bé heo cuộc sống Trung Quốc tại Hà Bắc. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với gia đình nhỏ của Theo nha. Sáng ra bữa nay thì em nướng xương xương rồi ổ bánh mì. Em sẽ làm cho cha bé heo ăn. Hồi nữa làm cho cha bé heo rồi cho ông nội nữa. Hồi nó đi lái xe, chở ông nội đi qua bên đó. Chở ông nội bên đó cho ông nội lái xe về cô chú. Bữa nay thì có dưa chua. Có dưa chua bảo đảm rất là ngon. Ở mì mới lấy ra cho nên rất là nóng. Chọn anh phải ăn này lắm nè. Lúc mà về cưới em á thì cái đi ăn bánh mì ốp la cô chú rất là ngon. Mà nãy em chiên lỡ chín rồi, không ăn rau cho nên không có bỏ rau. Hồi nó đây đi, hồi nó xịt nước tương vô. Bên Việt Nam mình thì ăn bánh mì kiểu này, còn ở bên Trung thì người ta ăn ba cái bánh kiểu bằng xo biển đó, bánh nhỏ nhỏ. Cái cũng nhét cái này nhét kia vô vậy đó cô chú. Đưa bé heo đi học xong rồi vợ chồng em đi. Ý ông nội cho nước tương vô. Hỏi mì này nhỏ quá à, cho nên bỏ chút xíu mà nó đậy chưa. Xong rồi nè ông bà cô chú ơi, mời ông bà cô chú ăn sáng với gia đình em nha. Giờ là vợ chồng em lên xe đi rước ông nội rồi cô chú ơi. Rước ông nội xong rồi cái bắt đầu mình đi qua bên đó. Sáng em đưa bé heo đi học xong rồi giờ vợ chồng đi xuống rước ông nội. Đặng đi qua bên xe. Coi xe như thế nào rồi cho ông nội lái về cô chú. Nhưng mà đi xe pha là mà. Bà nội chưa ăn nữa mà chả lạnh rồi bà nội ăn đâu có được. Đâu ba? Mở bánh mì ra cho ông nội. Để cho ông nội ngổ. Xe bé heo nó chưa ăn không ăn rồi lấy xe. Ba, xì mê bơ nè. Đi xì bá là. Ông nội ăn rồi. Nãy giờ đi dài dài đây quá trời nhiều người ta trồng đào tiên á cô chú. Đào tiên ở trong phim Tài Thiên á. Nhưng mà loại trái nhỏ không có trái bự. Ông nội nói loại này không có ngon. Cái loại trái bự nó mới ngon. Là em hỏi ông nội sao mà biết mà mua xe tới bên đây vậy? Ông nội nói bạn của ông nội thấy người ta đăng lên mạng á. Chỉ dài dài đây. Dài dài đây người ta trồng đào rất là nhiều luôn. Giờ đi vô tới trong hẻm nhỏ luôn rồi cô chú ơi. Nãy giờ đi dài dài đây rất là nhiều vườn luôn, đủ thứ các loại trái cây luôn. Ồ, chưa gà kìa, chưa gà chưa ly chưa về. Thổ. Tùy chứ người ta thổ tha cho người tay là đào người ta vô trong bọc ta chùm nó đây nè. Đây vườn đào của đây cô chú nó là nhiều luôn, vườn nhỏ vườn bự. Rồi mấy cái trái vàng vàng đấy, trái gì em không biết nữa mà nghe ông nội nó ăn chua chua ngọt ngọt em chưa từng ăn nữa. Hồi ghé mua thử ơi, nó chóc hết trơn luôn. Chạy xe nhanh quá à, không thấy đường luôn. Xin khai chưa thấy khoai nè. Tới bên cái thùng bên đây rồi cô chú ơi. Hai bên đường người ta trồng cây xanh nhìn rất là bắt mắt. Ông nội nó ngồi trước đi chỉ đường. Chỉ đường cho cha bé heo chạy. Em ngồi làm sao. Tới rồi ông bà cô chú ơi.
ở nhà người ta không phải là chuyên về bán xe mà là nhà ở nhà dùng, xong bây giờ không có dùng nữa cho nên đăng lên mạng kêu bán, mà bạn ông nội chỉ cho nên ông nội mới biết. Bây giờ chị dạy đem rất là thích luôn, rất là nhiều vườn. Ôi ôi con kìa qua kìa, rất là nhiều vườn trồng đủ thứ hết. Xin em đi chồng em sáng giờ đem mì theo kêu không ăn, giờ lái xe ăn không được. Những cái tivi chà bá luôn, Sony luôn, sắc nét luôn. Ô, bắt làm mộc ai chưa rồi, bắt làm mộc nữa kìa. Ê, bắt làm thớt bán nè ông bà cô chú. Đây nè chiếc xe này nè ông bà cô chú. Chị cà xưa à? Không phải, không phải xe kia. Qua này qua gì cô chú, mùa này là dữ lắm luôn, rất là đẹp. Bên đây trời ơi, chú này trồng nguyên một vườn luôn, cắt tuốt bên nhà kho bên đây kỹ dữ rồi. Nguyên một vườn qua rất là xum xê. Nguyên một lối bên đây luôn nè, tới đằng sau có lấy mòn gì vô. Nó xe này để biết bao lâu rồi. Cha bây giờ thấy xe này thấy nản rồi đó. Bác nói hồi trước, chú nói hồi trước là nhà này nhà của chú hồi trước ở đây nè, xong rồi rời qua bên đó. Hồi trước tính ở đây nhà bên kia cho con trai mà con trai không chịu ở cho nên mới bỏ bên đây qua bên kia ở. Mọi qua đây coi thôi chứ chưa có chạy thử. Chú nói còn dầu nhóc hết chứ, dầu đầy bình luôn. Nguyên cái lối này đi thẳng ra đằng sau nhà, đằng sau có nhà cô chú, bên này tứ hướng cho hướng nào cũng đi ra nhà hết trơn.
quay thử mà nó chưa lên. Chú vừa lái xe ra cái mấy cái bông này tiêu hết rồi. Ổn quá rất là tiếc. Rất là nhiều màu luôn, màu tím, màu hồng, màu này màu đỏ rượu. Cô chú anh chị biết làm sao nãy giờ mà đi qua mua xe, coi xe mà cha bé không có vui, không ngó ngàng gì tới không? Không phải là không ngó ngàng, mà là cái gì? Cha bé heo bị chiên gì xe, xe hư là nãy kia một tay cha bé heo sửa. Cho nên cha bé heo nhìn cái là biết xe như thế nào rồi. Chiếc xe này thì chồng em nói là toàn là đồ lắp ráp không à. Mỗi thứ một cái là toàn là đồ phế liệu người ta gom lại người ta làm á, chứ không phải hàng tốt. Mà ông nội thì thích. Ngày hôm qua đi qua coi mà chưa có chạy thử gì trơn, qua coi nói giá tiền rồi xong mà. Bữa nay ông nội kêu chồng em nghỉ làm buổi sáng, đặng đưa ông nội qua đây cho ông nội chạy xe này về. Cái xe hiện tại ông nội đang dùng, hiện tại đậu ở nhà ông nội đó, là xe đó xe Gin đó cô chú, là mua mới luôn đó. Mà không biết hư cái gì đó mà không sửa mà bỏ bán phế liệu căng ký. Còn đi mua cái xe lại của người ta, xe này thì toàn đồ gáp lại không à. Bánh xe cũng không phải của xe này luôn, của cái xe lâu đời lắm rồi, mấy chục năm về trước mới gáp vô đó. Cho nên cha bé heo thấy quả trời đậu luôn. Mà ông nội thì vui, cho nên cha bé heo không có nói ra mất công. 12 cha con không có hòa thuận á, cho nên chồng em không có dám xen vô rồi sợ ông nội buồn. Ông nội thì thích. Em nói biết chiếc xe không tốt vì sao không khuyên ông đi để ông tốn tiền mua. Thì cha bé heo nói ngày hôm qua lúc mà ông nội về đo huyết áp á, thì cha bé heo có nói rồi, mà ông nội nó trả giá rồi, mày đừng có nói nữa. Ông nội nói là ông nội trả giá xong rồi, chỉ cần đưa ông nội qua đó ông nội lái về thôi. Bởi vì bữa nay chồng em không có dám xen cái gì vô hết trơn, sợ ông nội giận, tại ông nội quá thích rồi. Đây nè cô chú, mấy cái trái này em nói là mai mốt nó lớn lên là nó sẽ màu vàng. Nghe nói ăn rất là chua chua ngọt ngọt, em chưa có ăn lần nào hết á. Ở đây bác này, ở đây chú này có trồng cây đào nữa nè. Bây giờ thì chuyển tiền rồi đó. Lưu lại số điện thoại. Cha bé heo thì không có chịu mua xe này. Nhìn tại vì cha bé heo chuyên lái xe chạy xe này nè cô chú, rất là gành. Cha bé heo nói xe này không có tốt, mà ông nội thì thích, cho nên hai cha con không hợp nhau. Tại vì mua về hư này kia toàn là cha bé heo sửa không à. Ông nội chạy chứ ông nội đâu có gành đâu.
Cha bé heo lấy bánh mì ăn rồi kìa. Chú đang hướng dẫn cho ông nội. Ông nội nói chạy về có gì thì lại kiếm chú. Trời ơi. Sao lạ? Ngồi đang bánh mì kìa. Ê. Ông nội lái xe tới đó rồi kìa cô chú. Tụi em đi về trước rồi rước bé heo cho nó ăn cơm nữa. Ông nội lái xe này đâu có đi theo được. Ngồi không đợi nón đợi khăn gì trên. Ở chỗ này có cái sông cũng bự bự mát mẻ. Em kêu ông nội dừng lại để em đưa nước cho uống với đưa khẩu trang cho ông nội đeo, áo khoác nữa. Mà kêu quá chừng luôn. Ông nội lái xe không có nghe cô chú. Tới hồi nghe thì không chịu đeo khẩu trang, cũng không chịu uống nước luôn. Chạy gì đấy. Ba! Đi ra suối mà. Bữa xưa qua cày đi suối. Suối. Ông nội không lấy à. Hai bên có hai hàng cây rất là mát. Hồi trước em mới qua là đi xuống ruộng với ông bà nội là gì nè, cô chú mát gì nè. Xong mà tự nhiên cái đầu em xanh măng dạ, cái tới khi mà em ở nhà cử, ở cử xong rồi đó, cái tới đi xuống là người ta chặt chưa, không biết sao nữa. Tới giờ không cho chồng nữa. Có ai như chồng không bà cô chú? Lấy xe mà cầm một bánh mì ăn không được. Ăn hết nổ rồi còn ngổ cầm ơi kìa. Ở đây cũng cho bà nội với ông nội người ngổ mà làm trứng mà ông bà nội không chịu ăn. Nghe cho bé heo ăn hai ổ cầm vậy đó, ăn hết ổ thì còn ổ rồi ăn không được rồi cầm. Cô chú anh chị mà có sử dụng nước màu dứa, nước màu khóm á thì kết bạn với em ở trên đầu kênh á, hoặc là liên hệ qua số điện thoại chị Năm ở trên màn hình. Em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Hôm qua đến giờ em còn thiếu nợ vài đơn á, tại vì nước màu thắng cũng lâu á cô chú, cho nên hơi chậm, cô chú anh chị thông cảm nha. Video của em sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Bye bye, hẹn gặp lại video vào ngày mai.